Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Xe Đẹp TV. Các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn nút đăng ký, bật chuông thông báo để liên tục nhận được video của chúng tôi về đời sống xe ô tô ở Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối tương lai của di chuyển khởi hành từ Los Angeles Auto Show 2021, VinFast đã tiến thêm một bước mới với việc dừng sản xuất xe xăng từ cuối năm 2022, tập trung hoàn toàn cho việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất các dòng xe thuần điện. Khi sáng ngày 6 tháng 1, VinFast giới thiệu loạt 5 mẫu xe điện tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022 đang diễn ra tại Las Vegas, Mỹ. Ở buổi triển lãm này, VinFast cũng chính thức công bố giải SUV điện hoàn chỉnh. Trong đó, 3 mẫu xe lần đầu tiên ra mắt thuộc phân khúc ABC là VF5 phân khúc A, VF6 phân khúc B và VF7 phân khúc C. 2 mẫu còn lại thuộc phân khúc D và E là VFE35 và VFE36. Từng được giới thiệu tại Los Angeles Auto Show 2021 cũng được đổi tên thành VF8 và VF9. Nhỏ nhất trong loạt 5 xe này là chiếc VF5 thuộc phân khúc SUV hạng A. Theo giới thiệu của VinFast, đây là phân khúc mới nổi tại Việt Nam. VinFast VF5 chính thức ra mắt công chúng tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022. Trước đó, mẫu xe này mang tên VFE32. Nhưng do kế hoạch ngừng sản xuất xe xăng của VinFast từ cuối năm nay, ký tự E để phân biệt với xe xăng được loại bỏ. VinFast VF5 là mẫu SUV thuộc phân khúc hạng A Mini SUV. VF5 cũng được thiết kế bởi các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới là Torino Design và Pininfarina. Ngôn ngữ thiết kế hiện đại, cá tính đậm chất Âu Mỹ có thể hút khách hàng toàn cầu cũng như tại Việt Nam, vừa tạo trải nghiệm thoải mái khi cầm lái, vừa đề cao sự duy mỹ, thể hiện được nét cá tính độc đáo, tương ứng với từng phân khúc. Là mẫu xe điện nhỏ nhất của VinFast, VF5 có kiểu dáng tương đối đơn giản so với đàn anh. Ở phía trước, biểu tượng quen thuộc vẫn xuất hiện, nhưng là dải chrome thay vì đèn LED daylight như các mẫu xe cao cấp hơn. Cụm đèn chiếu sáng chính đặt ẩn bên trong hốc gió lớn. Chiếc VF5 có phần mui và ốp gương khác màu với thân xe. Đây là cách phối màu thường gặp trên các dòng SUV đô thị gần đây như Toyota Raizer hay Kia Seltos. Ở phía dưới bộ mâm hai tông màu với 5 chấu to bản 18 inch, kích thước khá to khi các mẫu xe cùng cỡ chỉ được trang bị mâm 16-17 inch. Dù là xe cỡ nhỏ, VF5 được trang bị bộ mâm kích thước tới 18 inch, dạng 5 chấu với chấu lớn. Chiếc lốp đi kèm là Pirelli P0 kích thước 225/40R18. Ở phía sau, VF5 có dải màu đỏ tạo hình cánh chim nhưng không tích hợp đèn hậu. Thay vào đó, đèn hậu được rời xuống bên dưới, là mẫu xe điện thấp nhất của VinFast. Có thể VF5 bị cắt bỏ các chi tiết tương tự những mẫu xe đàn anh để giảm giá thành. Phía sau cũng có dải màu đỏ tạo thành hình cánh chim nhưng không tích hợp LED. Phía dưới là cụm đèn gồm xi nhan, đèn lùi và đèn sau màu đỏ. Quan sát kỹ hơn, có thể thấy rõ cản sau được tạo nét hầm hố. Dường như là xe trưng bày nên chưa có camera hay cảm biến lùi. Với truyền thống luôn có option dẫn đầu phân khúc như VinFast, mẫu VF5 khi bán thương mại có thể sẽ có nhiều trang bị an toàn. Điểm đáng chú ý là nội thất xe trông đơn giản nhưng lại hiện đại nhờ hai màn hình điện tử là màn hình thông tin sau vô lăng và màn hình giải trí trung tâm tablo. Thiết kế này có vẻ tạm thời và sẽ thay đổi trong thời gian tới. Màn hình sau vô lăng hiển thị thay đồng hồ analog cũng là trang bị đáng chú ý. Vô lăng được vát đê cắt, tích hợp với phím bấm media bên trái, trong khi bên phải không có nút nào. Ghế xe được phối hai tông màu khá cầu kỳ. Khoang xe bố trí 5 chỗ ngồi, ở giữa hàng ghế trước và sau đều không có bệ thủy tay. VinFast VF5 có thiết kế 5 chỗ ngồi, màu ghế cam đen. Các ghế đều có dây đai an toàn. Bên trong cũng có nhiều chỗ để chai, cốc tiện dụng. VinFast VF5 sẽ được trang bị các tính năng an toàn và hỗ trợ người lái, gồm hỗ trợ giữ làn, giảm thiểu va chạm, giám sát người lái, tự động đỗ xe và triệu tập xe thông minh. Đây được xem là điểm đáng ăn tiền của VF5. Bên cạnh đó, chiếc VF5 được trang bị các tiện ích thông minh, Smart Service, điều khiển xe bằng giọng nói, trợ lý ảo thông minh, kết nối các ứng dụng thương mại điện tử, đem lại những trải nghiệm tuyệt vời nhất dành cho khách hàng. Với chiến lược ngừng sản xuất xe xăng, chỉ tập trung vào xe điện mới được VinFast công bố, VF5 có khả năng sẽ thế vị trí của Fadin để trở thành mẫu xe VinFast có giá hấp dẫn nhất. Còn nhớ sau khi ra mắt chiếc VinFast Fadin, thì hãng xe Việt Nam đã thành công rực rỡ khi chiếc Fadin liên tục dẫn đầu doanh số bán hàng tại thị trường ô tô Việt Nam. Thế nên,
chiếc VinFast VF5 khi ra đời hứa hẹn sẽ rất đông khách hàng ưa chuộng. Cần phải nhớ rằng, chiếc VF5 là chiếc xe có kích cỡ nhỏ nhất trong số các xe điện VinFast, nên chắc chắn giá bán sẽ thấp nhất. Cách đây không lâu, chiếc VFE34 được giao đến tay khách hàng mà giá thực khách phải trả là khoảng 495 triệu đồng dành cho những người mua đầu tiên. Thế nên, chiếc VF5 được dự đoán sẽ rẻ hơn ở mức sẽ là từ 350 triệu đến 450 triệu đồng. Hiện nay, hình ảnh thông số của xe VF5 chưa được VinFast hé lộ. VinFast VF5 giá bao nhiêu và khi nào mở bán chính thức tại Việt Nam sẽ được chúng tôi cập nhật trong thời gian tới.